nha. Chị đã ra rồi đây ạ. Cả nhà thấy tim bằng món đậm này thế nào ạ? Ôi, thực sự là lúc này Thủy đang rất là phấn khởi và rất là vui khi bản thân mình không phải là người mẫu, nhưng mà khi mà mặc những sản phẩm và hướng dẫn các anh chị trong lớp học thì chị cảm thấy rất là phấn khởi, vì cho dù mình không phải là người mẫu nhưng mà mình mặc lên cũng đang được rất là nhiều các anh chị khen. Còn không biết là hôm nay mẫu đầm này thì cả nhà thấy thì mặc có hơn không ạ? Đó, nhưng mà bản thân Thủy cảm thấy rất là tự tin, vì là khi mà những cái sản phẩm mình may lên thì thường là hay được nhiều khách hàng đón nhận và nhiều khách hàng đặt may cũng như đặt mua và đặt thiết kế. Chính vì thế mà hôm nay thì mặc chiếc đầm này thì cũng cảm thấy rằng đang rất là tự tin. Cả nhà có thể cho Thủy điểm được không ạ? Đấy, và mỗi cái mẫu đầm này thì cả nhà thấy là cái phần vai này chúng ta có thể mặc trễ này, hoặc là chúng ta có thể kéo lên này. Bên này cũng vậy, chúng ta có thể mặc trễ và chúng ta có thể mặc kéo cái phần vai này lên, tùy theo chúng ta muốn độ kín đáo cũng như là độ sexy như thế nào. Và với cái mẫu đầm này thì cả nhà thấy là cái phần zip ly ở bụng này có thể che được những cái phần bụng to của chúng ta ở đằng trước, cũng như cái phần tà này sẽ cảm giác chúng ta mềm mại hơn, và thậm chí cái phần lớp ở bên trong cũng là vải chính, cho nên là khi chúng ta có mặc mà có đi lại ý, có đi lại như thế này đó, đi lại như thế này thì cũng không có vấn đề gì sợ để hở vải lót cả, và rất là thoải mái các anh chị nhé. Đấy, rất là thích luôn. Đó, cả nhà thấy thế nào ạ? Vậy thì cả nhà nhìn đây là ví dụ ở đằng trước này, phần bông hoa được kết đính này, sau đó phần bên cạnh này và phần đằng sau này đó, và một vòng này. Vậy thì nếu như cả nhà thích mẫu đầm này thì có thể là mua sẵn các bộ khuôn đầm này, thì cũng đã có sẵn để phục vụ các anh chị và các bạn, cũng như là các bạn nào mà muốn tự cắt may những cái sản phẩm như thế này thì có thể tham gia các khóa học trực tiếp cũng như là các khóa học online của Thủy, thì có rất là nhiều những mẫu đầm kiểu dạng như thế này để chúng ta có thể phát triển được nhiều những mẫu đầm khác tiếp theo, và chúng ta cũng được học về cách may cũng như là cách xử lý chất vải và ra hoàn chỉnh bộ khuôn đầm từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất rất là dễ dàng các anh chị nhé. Cho nên là các anh chị ơi, không phải chần chừ và lo lắng gì nữa đâu, vì chúng ta chỉ dành ra có một ít phút để tranh thủ để chúng ta có thể học được những mẫu mà chúng ta muốn. Cho nên là chúng ta có khó khăn hay là chúng ta không có thời gian thì chúng ta cũng vẫn có thể học được các khóa học online của Thủy nhé. Vậy thì cả nhà chấm điểm với Thủy mẫu đêm này có được không ạ? Đó, và lúc này thì Thủy đang cảm thấy rất là tự tin khi đứng gần cô người mẫu ở đây. Cho dù Thủy không phải là người mẫu, nhưng mà chắc chắn là với cái mẫu đầm này, những dáng người nào giống như Thủy hoặc có thể to hơn, nhỏ hơn, béo hơn, gầy hơn đều có thể mặc được cả nhà nhé. Rất là thích cả nhà nhé. Ôi, thích lắm. Đấy, thoải mái lắm ạ. Đó, rất là thoải mái cả nhà. Rồi, và ngay lúc này thì Thủy cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm thấy là vui và rất là thoải mái khi mặc trang phục này thôi. Cho nên là nếu như là các anh chị nào thích sản phẩm này thì cứ alo nhắn tin cho Thủy nhé. Thì Thủy sẽ hỗ trợ để phục vụ các anh chị làm sao có được sản phẩm này nhanh nhất trong những ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh chị nào mà muốn tự cắt, tự may, hoàn chỉnh và xem Thủy hướng dẫn thật là tỉ mỉ chi tiết tất cả các kỹ thuật may thì hãy tham gia các lớp học online. Và Thủy đã có rất là nhiều các lớp học online theo kiểu, cho nên là các anh chị có thể thích mẫu nào thì vào lớp đó để chúng ta cùng trải nghiệm cũng như là cùng may lên những sản phẩm mà các anh chị thích nhé.